là mình sẽ hướng dẫn một cái kỹ thuật tẩy những cái nốt ruồi ở những cái vị trí khó nhé. Laser cắt đốt nhé, ở những vị trí khó cho khách hàng. Bạn này đến từ Bắc Giang nhé, và biết Eva qua YouTube. Với những vị trí khó như thế này, dấu hiệu nhận biết những vị trí khó như này, mọi người lưu ý này, đó là nó ở những cái vùng nguy hiểm, những cái nốt ruồi lồi lên và to như thế này, thì mọi người không tự ý cậy nặn ở nhà nó sẽ gây to hơn. Như này xuống dưới tầng con này, nó bị ầm con, ầm vào video của mẹ. Nó sẽ rất là to, nhất là mọi người cậy nặn mà dùng kiểu axit cậy nặn vào đây hay là chấm vào đây thì nó bị sẹo lõm hoặc là mất sắc tố. Là những cái nốt ruồi có lông nhá, mọi người lưu ý, có những video của Eva là nốt ruồi có lông cũng không tự ý làm tại nhà nhá. Và đặc biệt với những nốt ruồi mà siêu to và siêu khó này, khi nó to lên nó sẽ làm mất cái dáng mũi của khách hàng, thì mọi người nhớ là mình đã xử lý tê trước rồi, cho nên là không được kiểu làm sống nhá, làm sống khách hàng rất đau. Video này dành tặng các bạn chủ spa trên toàn quốc nhá. Đau không em? Không. Rồi ok, tốt. Bạn này là bạn từ Bắc Giang đến này, biết mình qua cái YouTube giống như các bạn đang xem thôi, biết qua những video các bạn đang xem. Và ở đây thì mình làm video rất thực tế cho các bạn xem là cái kỹ thuật, mục đích của làm cái video này ấy, đó là giúp cho các bạn, ấn về cái này thì nhỏ nhỏ thôi, giúp cho các bạn chủ spa trên toàn quốc nắm được cái kỹ thuật này để giúp cho khách hàng của các bạn ở khu vực đấy. Bởi vì tại Eva hiện đang có những chi nhánh tại khu vực phía Bắc thôi, phía Nam thì không có. Nên là khi các bạn chủ spa khu vực các tỉnh mà biết được cái kỹ thuật này thì các bạn sẽ có thể giúp được nhiều khách hàng của các bạn hơn, mà khách hàng không phải trực tiếp đến Eva, đi đường xa như cái bạn này, một quãng đường rất là xa. Và nhớ là trước khi làm mình đã xử lý tê nhá. Đây là tê này, tê của Pháp dùng để cắt mí nâng mũi ấy. Đấy. Nên là ở Eva thì với cái dịch vụ tẩy nốt ruồi như này ấy, bên mình đang lấy làm cái dịch vụ cho đi dành tặng khách hàng, nên là mình chỉ với những có những cái nốt ruồi nhỏ ấy, chỉ từ 50.000 thôi nhưng bảo hành cả đời. Đấy, còn những cái nốt ruồi to mà dùng tê tiêm như thế này thì chi phí nó cao hơn một chút nhưng cũng bảo hành cả đời. Và cái dịch vụ tẩy nốt ruồi này này, nếu như bạn này mà lên trên viện, mình đã từng có một cái video như vậy, khách hàng mà lên viện mà bác sĩ yêu cầu kiểu cắt xong rồi tạo hình lại mũi, đấy là có những cái video một bạn nữ mà bác sĩ của bệnh viện ấy, bạn đến đây bạn làm, bạn bảo là em đã từng đi khám cái nốt ruồi đấy, bạn đi xét nghiệm mất mấy triệu ấy, thì bác sĩ yêu cầu là phải cắt, sau đó thì phải tạo hình lại mũi, tức là bạn phải phẫu thuật lại cái dáng mũi. Lúc đấy cái nốt ruồi nó cũng như này nhưng nó to đến nửa cánh mũi, nó chiếm đến nửa cánh mũi của bạn ấy. Và bác sĩ có nói là khi mà cắt cái nốt ruồi đấy thì mất mấy triệu nhưng mà tạo hình lại mũi thì mất 20 mấy triệu. Và bạn ấy về, bạn ấy suy nghĩ. Chào cô ạ. Bạn ấy suy nghĩ nên là bạn ấy đến Eva để hỏi xem có làm được không. Và mình đã giúp bạn ấy là cắt đốt nốt ruồi nhưng mà không hề phải phẫu thuật lại mũi. Và bạn ấy rất là vui và hạnh phúc. Hôm nay là một ca thứ hai là ở cánh mũi mà không cần phải tạo hình mũi, không cần phải khâu vá và cắt đốt. Đấy, cho nên là nhưng mà chi phí chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Cho nên đây là cái dịch vụ mà mình tri ân khách hàng cả xa cả gần ở Eva. Và đặc biệt là nốt ruồi của Eva bên mình bảo hành cả đời nha mọi người. Sau này ví dụ 1 tháng 2 tháng mà nó còn chân chỉ một chấm xíu nữa, em quay lại chị bảo hành miễn phí không mất 1.000 nhá. Vâng ạ. Ok. Ê, mình đã đốt xong rồi, đã lấy được chân ra rồi. Bây giờ mình sửa cho bạn ấy cái dáng để cho nó sau này là cái cánh mũi nó đẹp thôi. Em trai cả trong cả quá trình làm em có bị đau không? Dạ không ạ. Không hề đau đúng không? Rồi. Mình làm cho bạn ấy sạch sẽ cả chân để bạn này từ Bắc Giang cách đây mấy chục cây số, bạn ấy không phải đi lại nhiều lần này. Nên mình đã đốt sạch cả chân luôn. Rồi xong. Hay ra đây nhá, với trường hợp như này xong, cái chân như này xong ấy, mình sẽ gãy nhẹ. Sau đó chấm cùng này. Nên là các bạn lưu ý là làm xong cho khách hàng ấy, nhắn nhủ đến các bạn chủ spa nhá, khi làm xong cho khách hàng mình sẽ vệ sinh cho khách hàng thật sạch, sau đó chấm cồn vàng và
về dặn khách hàng là kiêng nhá, ba món em trai nhá, thịt bò rau muống trứng nhá. Đấy, dặn khách hàng kiêng và về khi nó lên vẫy tuyệt đối không được cậy vẫy nhá, tuyệt đối không được cậy vẫy ra, nó sẽ bị thâm em nhá, để nó tự bung nhá. Kể cả 10 ngày hay 15 ngày nó mới bung thì cũng kệ nó nhá, cũng kệ nó luôn. Đó, sạch sẽ như thế này này. Mình, đây là một lần mình vệ sinh sạch xong mình lại kiểm tra cho khách hàng xem chân nó có còn không. Nếu còn thì mình sẽ làm cho khách hàng thêm một xíu cho nó sạch. Sạch để thực ra khách hàng gần đây ấy, thì mình sẽ cho khách hàng về để chờ bung vẩy. Nhưng mà khách này bạn đi xa quá nên mình sẽ cố giúp bạn ý cái chân một tí cho nó sạch sẽ. Mấy chục cây số để đến đây tẩy cái nốt ruồi. Đấy, cho nên nhiều khách hàng ở gần đây thì không trân trọng, nhưng mà khách ở xa có khi họ đi taxi đến đây mất cả tiền triệu luôn ấy, mất cái nốt ruồi có mấy trăm luôn. Xong sạch chân và lưu ý là sẽ nhỏ cồn vàng cho khách hàng sạch sẽ nhé. Vệ sinh sạch sẽ, mình vệ sinh cho khách hàng như này để bạn ấy đi đường về nó không bị bụi bẩn vào đây. Bụi bẩn vào đây thì nó sẽ gây ra vi khuẩn ấy, mà không hề chảy máu mọi người nhé. Mọi người quan sát là không hề chảy máu, không hề bị khâu vá gì nhá. Tại vì đây là phương pháp mới nhất là laser plasma mọi người ạ. Rồi, cảm ơn anh, từ từ ạ.